Hi, xin chào tất cả các anh em, mình là Irene đến từ Coi68TV. Và trong số bổ não ngày hôm nay thì Irene sẽ đem đến cho anh em một tựa game đang cực kỳ hot ở thời điểm hiện tại. Đó chính là game Pixel từ Ronin. Qua một thời gian trải nghiệm tựa game này thì Irene đánh giá game có một lối chơi cực kỳ đơn giản nhưng lại rất bánh cuốn. Và đặc biệt là khi anh em chơi game này thì anh em có thể kiếm được tiền từ game. Còn nếu như anh em muốn nạp tiền từ game để chơi thì cũng hoàn toàn có thể là về bờ trong một thời gian ngắn. Cho nên trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ hướng dẫn cho các anh em cách chơi tựa game này từ đầu một cách chi tiết và hướng dẫn cho anh em cách chơi làm sao để tối ưu hóa thời gian anh em có thể kiếm được tiền nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi68TV cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ tụi mình nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tựa game Pixel lại nhé. Pixel thì là một tựa game nhập vai nông trại kết hợp với yếu tố phiêu lưu ở một thế giới mở được triển khai ở trên blockchain là Ronin và hoàn toàn miễn phí cho người chơi. Đồ họa của game thì được thiết kế theo phong cách Pixel, tạo ra sự tương thích cao và làm cho game trở nên dễ tiếp cận đối với tất cả mọi người chơi ở mọi trình độ. Về gameplay của tựa game này thì đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tài nguyên ở trong game. Ở trong game này thì người chơi sẽ có thể thu thập được rất là nhiều loại tài nguyên khác nhau, bao gồm là đất đai này, nông sản, gỗ, nước, hàng hóa, điện, kim loại vân vân. Các tài nguyên này thì sẽ được tạo ra bởi các ngành công nghiệp khác nhau ở trong game Pixel. Tài nguyên thì sẽ được có độ hiếm khác nhau. Độ hiếm của tài nguyên thì sẽ phụ thuộc vào từng loại đất hay là đặc điểm của đất mà anh em trồng ở trên đó. Sau khi có các cái tài nguyên này thì người chơi là chúng ta thì có thể tạo ra những cái vật phẩm hay là xây dựng các cái công trình hoặc là bán chúng để lấy tiền. Hoạt động chính ở trong game sẽ là trồng trọt. Anh em thì có thể mua đất, mua land là các NFT của game để trồng cây của mình ở trên đó và nhận được 100% tài sản, hoặc là anh em có thể trồng land ở trên những vùng đất của người khác và chia sẻ lại một phần lợi nhuận cho chủ sở hữu của vùng đất đó. Một điều đáng lưu ý ở đây là mọi hoạt động liên quan đến việc trồng trọt hay là chăn nuôi của anh em thì sẽ đều tiêu tốn năng lượng trong game, cho nên là anh em sẽ cần phải quản lý mức năng lượng của mình một cách hợp lý để trồng trọt một cách hiệu quả nhất để kiếm ra lợi nhuận. Ngoài việc trồng trọt thì anh em cũng có thể tham gia những cái ngành khác như là khai thác gỗ này, nuôi ong hay là khai mỏ để thu thập các loại tài nguyên khác. Về đội ngũ phát triển của Pixel thì Irene sẽ để trên màn hình cho anh em. Đội ngũ phát triển của game thì bao gồm 16 thành viên và tất cả thì đều là những người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực game và blockchain. Còn về việc gọi vốn và các backer của dự án thì Pixel đã huy động được 2,4 triệu đô từ các quỹ đầu tư tên tuổi như là Animoca Brands, OpenSea hay là Leonis Capital v.v. Hiện tại thì game cũng đang được shield khá nhiều bởi Ronin, công ty mẹ đã sản sinh ra tựa game nổi tiếng trước đây là Axie Infinity. Về token của dự án này thì nếu như anh em đã từng chơi Axie Infinity thì cũng có thể quen với cơ chế token của game. Pixel thì sẽ sở hữu hai hệ thống token tương tự như game Axie. Thứ nhất là Berry, là token trả thưởng ở trong trò chơi. Người chơi thì có thể kiếm được Berry bằng cách là bán các cái tài nguyên tại cửa hàng. Berry thì có thể được sử dụng để mua vật phẩm ở trong game, mở khóa các cái khả năng nhiệm vụ hay là khu vực mới. Tổng cung của Berry thì không cố định mà sẽ thay đổi tùy theo độ phát triển của game. Token thứ hai của game là Pixel, tương tự như AXS hồi xưa thì Pixel sẽ là loại tiền tệ cao cấp ở trong game và khó kiếm được hơn so với token Berry. Người chơi thì có thể sử dụng token này cho các mục đích như là min land mới này, tăng tốc độ xây dựng hay là phục hồi năng lượng hay là nâng cấp vật phẩm và mở khóa những cái trải nghiệm mới ở trong game. Và đó là tất cả những điều cơ bản về tựa game Pixel. Bây giờ thì mình sẽ chỉ cho anh em những cách để kiếm tiền ở trong game. Ở trong game này thì sẽ có một vài cách kiếm tiền chính như sau. Đầu tiên là mua land. Ở trong game này thì những chủ land hay là những chủ đất thì sẽ sở hữu những land hay là những NFT đang được bán ở trên OpenSea. Muốn kiếm được tiền từ các land thì những chủ land sẽ có hai hướng chính là cho thuê. Hiện tại giá cho thuê land thì sẽ là từ 3 cho đến 4 đô trên một ngày, hay là xây dựng cộng đồng để hưởng lợi 1% từ những player farm ở trên land của anh em. Nếu anh em lựa chọn xây dựng cộng đồng thì anh em sẽ bắt buộc phải đầu tư setup cho đảo hay là land của anh em có thể thu hút được một số lượng lớn player sử dụng các cái tài nguyên hay là farm ở trên đảo, trên land của anh em. Cách thứ hai để kiếm tiền là anh em có thể đầu tư bằng việc nạp VIP vào tài khoản của anh em. Với việc nạp tài khoản VIP thì anh em sẽ nhận lại được khá nhiều lợi ích như là anh em có thể rút berry một cách trực tiếp về ví này, nhận 1200 năng lượng mỗi ngày, hay là thêm bookmark và vị trí trống ở trong túi vân vân. Những cái lợi thế này thì sẽ giúp anh em rất là nhiều trong việc kiếm được token berry ở trong game, từ đó gia tăng lợi nhuận cho anh em. Và cách thức cuối cùng và cũng là cách thức mà rất là nhiều người quan tâm, đó chính là
free to earn, tức là chơi game để kiếm tiền một cách miễn phí. Game này thì sẽ cho phép các anh em chơi free để kiếm tiền, cho nên là anh em hoàn toàn có thể tạo ví và chơi game để kiếm tiền mà không mất bất kỳ một đồng phí nào. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nếu như anh em chơi các app free thì anh em sẽ chưa thể rút token Berry về ví được, mà phải trade OTC, tức là gửi Berry cho những người có app VIP. Ngoài ra thì khi chơi app free, anh em cũng sẽ bị giới hạn năng lượng khá là nhiều. Tuy nhiên, nếu như anh em chăm chỉ thì mình nghĩ là anh em vẫn có thể kiếm được từ 1 cho đến 3 đô mỗi ngày nếu như chơi các app free này. Trước đây thì việc rút tiền từ các account free thì khá là đơn giản. Tuy nhiên, sau khi mà game update thêm phần điểm reputation, tức là điểm danh tiếng để chặn những tài khoản bot hay là cheat, thì hiện tại việc rút tiền hay là rút Berry từ các tài khoản này khá là phức tạp. Anh em sẽ cần phải thỏa mãn các điều kiện sau để có thể rút được Berry về. Thứ nhất là anh em sẽ cần phải kết nối hết với các mạng xã hội, ví dụ như là Discord và Twitter, và ngoài ra thì anh em cũng phải kết nối thêm số điện thoại nữa. Thứ hai là anh em sẽ cần phải làm xong nhiệm vụ Floor Quest, và cuối cùng là anh em sẽ phải thực hiện nhiệm vụ Pop Berry Wild. Sau khi mà anh em đã thực hiện xong thì anh em mới có thể rút được Berry về ví. Sau khi đã được trade Berry thì anh em có thể bán Berry này cho OTC, là những người buyer ở trên các marketplace, tức là các chợ của game, ví dụ như là ở trên Discord hay là những cộng đồng game. Irene sẽ để đường link của những cộng đồng game và Discord marketplace của Game Pixel ở phía bên dưới phần bình luận cho anh em luôn nhé. Và bây giờ sẽ là phần quan trọng nhất, Irene sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi game một cách chi tiết nhất từ A đến Z, cũng như là một số tip để anh em có thể tối ưu thời gian. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Bước 1 thì anh em sẽ cần phải tải ví hay là thêm ví Ronin Wallet Extension. Đây mình sẽ search là Ronin Wallet Extension như thế này nhé. Ok, sau đấy thì anh em thêm ví. Các bước tạo ví thì cũng khá đơn giản thôi, cho nên là mình sẽ tua nhanh đoạn này. Sau đấy thì mình sẽ bấm Get Started để tạo ví này. Create with a recovery nhé. Sau đấy mình sẽ nhập password vào. Anh em nhớ lưu lại phần passphrase này nhé. Ok, sau khi đã đăng ký xong thì anh em sẽ truy cập vào pixel.xyz nhé. Mình sẽ để đường link này ở phía bên dưới cho anh em luôn này. Sau đấy anh em nhấp vào Play for Free, Connect with Ronin. Ở đây mình sẽ chọn Extension. Anh em nếu mà chơi bằng điện thoại thì anh em có thể chọn vào app nhé. Rồi ở đây mình sẽ chọn Create New Account, tức là đăng ký tài khoản mới. Sau đó thì mình sẽ thêm tên của mình nhé. Sau đấy thì mình sẽ ấn Start Game. Ở đây mình đang ở World 4 này. Anh em có thể thay đổi World, tức là cách server này anh em, bằng việc là anh em ấn vào nút này. Đó, ở đây mình có thể chọn bất kỳ thế giới nào mà mình muốn. Hiện tại thì game đã mở đến World thứ 54 rồi. Ok, mình sẽ chọn World thứ nhất đi ha. Rồi ok, mình chọn tick vào đây và ấn Accept. Sau khi đã đăng nhập vào game rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách hoàn thành 6 nhiệm vụ đầu. Sau khi đang đăng nhập vào game rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách hoàn thành 6 nhiệm vụ đầu tiên để lấy 20 Berry nha. Ok, ở đây sẽ là LAN của mình này. Đầu tiên thì mình sẽ nói chuyện với Bunny ở đây. Mình sẽ ấn vào ông này. Rồi, ở đây mình sẽ trồng cây. Đó, sau đấy mình sẽ tiếp tục nói chuyện với Bunny ở đây. Mình sẽ được một cái bình nước ở đây nha. Rồi, mình sẽ lấy bình nước này tưới vào cây vừa nãy. Chỉ cần ấn vào được nha anh em. Cứ mỗi lần anh em xong một task nào đấy thì anh em sẽ phải quay lại nói chuyện với nhân vật, tức là NPC của mình ở đây. Rồi, sau đấy mình sẽ được một cái phân bón. Mình tiếp tục làm như ban nãy này. Bây giờ mình sẽ nhận được một cái kéo ở đây. Và mình sẽ thu hoạch cái cây này bằng việc nhấp vào. Đó là mình đã được một cái cây. Sau đấy mình sẽ tiếp tục nói chuyện. Và cuối cùng là mình sẽ ăn cái quả này, quả Pop Berry này. Đó, ok, vậy là mình đã ăn xong. Lưu ý là mỗi lần xong là mình sẽ phải nói chuyện với NPC để mình có thể nhận được phần thưởng. Nếu không thì mình sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ nha anh em. Rồi, mình đã nhận được phần thưởng là 6 hạt giống Pop Berry ở đây. Vậy là mình đã xong nhiệm vụ đầu tiên. Ok, nhiệm vụ thứ hai, mình sẽ phải đi nói chuyện với NPC tiếp theo là Ranger Dale ở đây. Nhiệm vụ này thì mình chỉ cần nói chuyện thôi là mình sẽ đến với nhiệm vụ tiếp theo luôn. Sau khi xong nhiệm vụ này thì mình sẽ ra khỏi đây. Rồi, ok. Sau đấy thì anh em sẽ đi sang một khu tên là Bắc Galore ở phía bên phải đài phun nước. Đây, đây là đài phun nước nhá. Anh em sẽ di chuyển sang bên như thế này. Tất cả những nhân vật này là những người chơi đang tham gia vào game of War của anh em luôn nha. Đây, đây sẽ là The Bắc Galore ở đây. Anh em sẽ đi vào nhá. Rồi, kế đến là anh em sẽ qua nói chuyện đến cái quầy này, tìm NPC tên là Hazel để anh em nói chuyện này.
Sau đó sau khi nói chuyện xong là anh em đã được mở khóa nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ tiếp theo là anh em sẽ cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Đây mình có thể ấn vào nhiệm vụ này để xem lại. Nhiệm vụ tiếp theo là asking for help. Ok, mình sẽ đi ra ngoài này. Nhiệm vụ tiếp theo này thì mình sẽ phải tìm một NPC tên là Jill để nhận một chút Jill. NPC này thì sẽ ở bìa rừng ở phía bên dưới bản đồ nha. Đi từ Bakari, anh em sẽ đi thẳng xuống. Đây, anh em sẽ gặp một người tên là Jill ở đây. Lại gần và ấn vào nói chuyện. Rồi anh em sẽ nhận được một chút Jill như thế này. Và anh em sẽ chặt hai cây có dấu X ở đây. Chặt đúng cái số lần nên như thế này nha. Cứ chặt liên tục anh em. Sau đấy anh em qua sẽ nhận được hai mảnh gỗ như thế này. Rồi tiếp tục đi qua chặt cây này tiếp. Cứ chặt liên tục cho đến khi nào xong nha anh em. Và sau khi chặt cây xong thì anh em sẽ nhận được phần thưởng như vừa rồi. Quay lại Jill để nói chuyện một lần nữa để hoàn thành xong nhiệm vụ nhé. Rồi mình sẽ nhận được thêm một phần thưởng là một energy drink. Kế đến là mình đã mở được nhiệm vụ mới là Stick and Plant. Nhiệm vụ này thì anh em sẽ đi tìm nhà Karen. Sau khi xong nhiệm vụ này thì mình đã lên được level 1 ở nhiệm vụ. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm Karen. Nhà Karen thì sẽ ở trên, thẳng bên trên so với đài phun nước. Ở bên cạnh cái đường lên Carnival này sẽ có hai NPC ở đây. Thì nhà Karen sẽ là cái nhà nhỏ nhỏ màu đỏ ở đây này. Mình sẽ đi thẳng vào này. Ok, ở đây thì mình sẽ đến gặp NPC là Karen. Rồi mình nói chuyện. Mình sẽ nhận được phần thưởng là một cooking mix. Sau đó thì mình sẽ lại gần cái lò làm bánh này đi. Rồi sau đấy mình sẽ bỏ củi vào cái lò này, bỏ ra. Sau đấy mình ấn lại vào cái khúc này một lần nữa. Sau đấy thì mình sẽ ấn vào chữ Popperry Pie ở đây. Sau đấy anh sẽ thấy anh em là sẽ có yêu cầu là sẽ có hai item yêu cầu, đó chính là hai Popperry và một cooking mix mình vừa nhận ban nãy. Và ấn vào Create. Sau đấy thì anh em sẽ đợi 24 giây nha. Sau khi nấu xong thì anh em sẽ được phần thưởng. Để nhận phần thưởng này thì anh em sẽ quay trở lại nói chuyện với Karen là xong. Rồi ok, ấn Collect ở đây là anh em đã lấy được rồi. Rồi mình quay lại nói chuyện với Karen nha. Anh em nhớ luôn phải quay lại nói chuyện với NPC để hoàn thành nhiệm vụ nhé. Rồi đó, anh em đã được phần thưởng là thêm hai quả trứng. Cooking level, tức là level về nấu ăn thì anh em cũng đã đạt level 1 rồi. Sau đấy, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ này thì anh em sẽ đến với nhiệm vụ tiếp theo là Stick and Plant. Ở nhiệm vụ này thì anh em sẽ đi tìm NPC là Stan Stuller ở góc bên phải của thị trấn này. Nếu như anh em không nhìn rõ được á, thì anh em có thể ấn vào nút này thì sẽ bản đồ sẽ nhỏ lại để anh em biết mình đang ở đâu. Bây giờ mình đang cần tìm Stan Stuller thì sẽ ở góc ở phía bên dưới này. Sau đó thì mình sẽ mở lại. Bên cạnh Stan Stuller thì sẽ có cái bàn làm gỗ ở đây. Thì đầu tiên mình sẽ nói chuyện để nhận cái mission của mình nha. Sau đấy thì mình sẽ ấn vào cái bàn này rồi mình sẽ làm stick. Ở đây sẽ yêu cầu anh em làm 8 cái stick thì anh em sẽ bấm create ở đây và đợi như ban nãy nha. Làm đủ 8 cái nha anh em. Một số anh em gặp phải vấn đề là anh em không đủ gỗ để làm á, thì anh em có thể đi vào các cái farm khác để tiếp tục đi chặt cây. Bất kỳ farm nào cũng được, anh em có thể đi chặt cây để tiếp tục làm những cái stick này. Cách đi qua những cái farm khác nha thì lát nữa mình sẽ chỉ cho anh em nhé. Rồi, nhớ làm đủ 8 cái nha anh em. Mình ở đây mình có thể xem được là số stick mình đã làm. Đây là mình mới làm có 3 stick thôi, mình sẽ tiếp tục làm nha. Vì mỗi stick này anh em sẽ phải chờ 10 giây cho nên tổng cộng 8 stick thì anh em sẽ cần phải chờ 80 giây nha. À mình sẽ quay lại lấy nhiệm vụ của Stan Stoller nha. Sau khi đã hoàn thành xong thì bây giờ mình sẽ ấn vào bàn này và mình sẽ làm thêm cái wooden stool này. Ok, mình sẽ đợi thêm 30 giây nha anh em nhé. Rồi, sau khi đã làm xong thì mình sẽ ấn tiếp vào Stan Stoller để nhận nhiệm vụ mới này. Bây giờ thì mình sẽ phải đem cái ghế này đến với Omen. Rồi, ở bên góc phía bên trái. Anh em cứ đi thẳng ra bên trái này. Sau đấy anh em đi lên. Mình sẽ ấn vào NPC này. Rồi, vậy là mình đã mất chiếc ghế. Một số anh em gặp vào tình trạng là ghế không biến mất á, thì anh em có thể quay trở lại với NPC ban nãy là NPC Stan Stuller ấy. Thì anh em sẽ sau khi anh em quay lại rồi thì anh em lại đi tìm ông Man tiếp và anh em nói chuyện với người ta thì anh em sẽ mất cái ghế đó và anh em sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại nói chuyện với Stan Stuller một lần nữa nha. Đây. Đó, sau khi xong là anh em đã nhận được 20 berry và tổng cộng bây giờ mình đang có 30 berry rồi. Trước khi mà hướng dẫn cho anh em các nhiệm vụ khác nữa thì mình sẽ cần đạt được level farm. Mình sẽ cần, trước khi mà đến với những cái quest tiếp theo thì anh em sẽ cần phải đi trồng cây để có thể đạt được những cái level cao hơn ở
phần farming. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách trồng cây nha. Bây giờ thì mình sẽ đi cần tìm cái bắc gallery ở đây để đi mua hạt giống này. Rồi ok, mình sẽ đi vào bắc gallery nha. Ngoài những cái nhiệm vụ bên cạnh các nhiệm vụ tân thủ đó thì khi anh em ấn vào các NPC thì cũng có thể ra các nhiệm vụ khác. Các cái nhiệm vụ này thì cũng có thể ra phần thưởng cho anh em, nên là nếu anh em quan tâm thì mình sẽ làm một video khác cho anh em nhé. Ok, ở đây thì mình sẽ mua một số hạt giống. Hiện tại thì mình đang có 30 berry. Đây thì sẽ là các cái giá tiền của mỗi loại vật phẩm mà anh em sẽ mua để thực hiện các cái hoạt động ở trong game. Để tối ưu hóa cách chơi game để cho nhanh hơn á, thì đầu tiên mình sẽ đi bán. Energy drink ở đây thì sẽ được 50 berry. Mình sẽ bán luôn này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lên level ở kỹ năng farm nha. Sau khi đã mua xong, sau khi đã bán xong rồi đó, thì anh em sẽ đi mua hạt giống Poppy để trồng. Đây, mình sẽ mua mắc luôn nha. Rồi, để lên từ level 1 đến level 2 thì anh em sẽ cần phải trồng 93 đến 94 Poppy. Bây giờ mình sẽ đi qua farm để trồng này. Để đi qua farm thì chúng ta sẽ có hai cách, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn. Để đi qua thì anh em sẽ cần phải đến với khu vực có chữ plot ở đây, hay là ở ngoài bản thì sẽ có chữ top farm. Có hai cách nhá. Đầu tiên là anh em sẽ ấn vào đây. Đây là các top farm, những farm hàng đầu á. Thì bất các cái farm này thì hầu hết sẽ có đầy đủ 60 ô đất rồi, thì anh em có thể lựa chọn bất kỳ slot nào mà anh em muốn rồi anh em ấn vào nút go ở đây. Còn cách thứ hai á thì anh em sẽ đi vào trong cái nhà này luôn. Rồi sau đấy anh em sẽ đi vào máy teleport ở trên này, máy màu đỏ. Rồi anh em ấn vào cái máy đó. Rồi sau đấy ở đây sẽ cho phép anh em đến bất kỳ farm nào mà anh em muốn. Hiện tại thì game sẽ có 5.000 NFT là các farm, 5.000 land là các NFT. Cho nên anh em có thể nhập bất kỳ từ 0 cho đến 5.000 ở đây. Tuy nhiên mình sẽ khuyến khích anh em là lựa chọn những cái farm nào có 60 ô là có maximum số lượng ô để anh em trồng thì anh em sẽ tối ưu thời gian hơn. Ví dụ như là land 581 ở đây. Mình cũng sẽ để ở những cái ID mà có 60 ô đất ở trên màn hình cho anh em theo dõi, hoặc là để ở phía bên dưới phần comment hoặc là phần description cho anh em. Ở land 581 này thì sẽ có đầy đủ 60 ô cho anh em. Ở đây mình có một lưu ý là khi anh em đến với một land mới bất kỳ nào ấy, thì anh em nên ấn vào nút này, nút bookmark ở đây để lưu lại. Sau này thì anh em sẽ đến với cái land này một cách dễ dàng hơn. Rồi sau đấy thì mình sẽ vào trồng cây. Một tips là mình nên đứng ở giữa các cái ô len này nha. Giữa trong vòng khoảng 5 hoặc 6 len á thì mình sẽ trồng một cách dễ hơn. Đây, mình sẽ ấn liên tiếp nha. Ở đây này sẽ bị quá xa này, nên là mình mới khuyến khích anh em đứng ở giữa. Sau đấy thì mình sẽ tưới nước cho cây. Nói chung rất là nhanh, sau khi anh em trồng xong là anh em gần như đã có thể thu hoạch liền luôn rồi. Đó, anh em thấy không? Ở bên kia là các cây đã có thể thu hoạch được rồi đó. Rồi, sau đó thì mình tiếp tục qua, mình đi thu hoạch. Rồi, và mình sẽ thu hoạch. Mỗi khi mà anh em làm các cái nhiệm vụ, các cái việc trồng cây như thế này, bất kỳ việc nào nhỉ, từ việc gieo hạt cho đến tưới nước, cho đến thu hoạch thì anh em sẽ bị mất năng lượng. Anh em có thể theo dõi ở góc bên này này. Khi mà mình thu hoạch một cái là sẽ mất năng lượng này. Đó, là sẽ mất một năng lượng đúng không? Đó, cho nên anh em lưu ý là cần tối ưu hóa cái việc trồng cây để không mất quá nhiều năng lượng nha. Rồi, cứ trồng liên tục thôi cho đến khi nào mình hết cái hạt giống ở đây. Nếu anh ấn sai ô thì cũng sẽ không bị mất năng lượng đâu nhé. Bất kỳ ô nào đã được trồng rồi thì những ô sai anh em ấn nhầm thì cũng sẽ không bị mất năng lượng đâu. Theo mình thấy hiện tại với Poppy thì việc gieo hạt sẽ mất tầm một năng lượng. Còn việc tưới thì sẽ mất 0.5 năng lượng nha anh em. Anh em cứ trồng rồi tưới rồi thu hoạch thôi là anh em sẽ tăng được điểm kỹ năng của kỹ năng farm là trồng trọt. Cái này thì nếu anh em chơi bằng chuột thì sẽ thu hoạch nhanh hơn. Rồi anh em có thể check điểm kỹ năng của mình ở nút bên này này. Ở đây thì mình đã lên đến kỹ năng 2 của farming rồi đó, anh em thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ quay lại đến Bakery để mình có thể tiếp tục mua hạt giống nha. Kể đến khi mà đến level 2 á thì để tối ưu thời gian anh em hãy mua, kể đến thì anh em hãy đi mua Butterberry nha. Trước hết thì anh em sẽ cần phải bán số lượng Poppy anh em thu hoạch được ban nãy. Mình sẽ bấm mắc luôn này. Đó. Vậy là anh em đã kiếm được 300 berry ở đây. Sau đấy thì mình sẽ tiếp tục mua Butterberry này.
Rồi để mà lên được level 3 thì mình sẽ cần phải trồng 84 butterberry. Mình ở đây sẽ mua 85 đi ha. Rồi, ok. Sau đấy thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại lên. Ở đây thì mình không cần phải đi ra ngoài và quay lại cái khu ban nãy để mình có thể quay lại lên. Như lúc nãy mình đã nói anh em là anh em sẽ ấn vào bookmark đúng không? Thì anh em bây giờ anh em chỉ cần bấm vào bookmark ở đây và quay lại cái lane ban nãy là lane 581. Rồi, ok. Nên là bất kỳ anh em đi đến lane mới nào thì anh em cũng hãy lưu lại nha. Nhiều nhất là anh em có thể lưu lại được 3 bookmark cho một tài khoản free. Kế đến anh em sẽ tiếp tục trồng butterberry. Ở đây thì mình chỉ làm mẫu thôi để đỡ tốn thời gian nha. Cái loại này thì sẽ cần phải đợi lâu hơn là đợi 20 phút. Cho nên là sau khi kết thúc 20 phút thì anh em hãy quay lại đây để thu hoạch. Sau khi mà anh em trồng xong 84 butterberry thì anh em sẽ lên được level 3. Kế đến thì anh em muốn lên được level 5 thì anh em có thể trồng 120 clover. Ngoài ra nếu như anh em không muốn trồng clover thì anh em cũng có thể trồng butterberry hoặc là popberry. Và để mà lên được level 5 á, thì nếu chơi arc free thì nếu nhanh thì anh em sẽ xong trong ngày đầu tiên. Mình cũng sẽ để bảng thống kê tất cả những cái loại cây trồng với năng lượng này, giá mua và giá bán một cách đầy đủ cho anh em. Anh em có thể lưu lại để sau này có thể trồng trọt một cách hiệu quả hơn nha. Và video đến đây thì cũng khá là dài rồi, cho nên là những cái nhiệm vụ sau, những cái kỹ năng cao cấp hơn cũng như là cách trade berry thì Irene sẽ hướng dẫn cho anh em ở những video sau. Và nếu như anh em quan tâm thì mình sẽ để link bài viết hướng dẫn chi tiết của Coin68 ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em. Sau một thời gian chơi game này thì Irene đánh giá là game có một đồ họa khá là đẹp và một lối chơi khá là thu hút. Còn về phần kiếm tiền của game á, khi mà anh em chơi free to play, tức là chơi miễn phí để kiếm tiền, thì sẽ cần thời gian khá lâu để đạt được những cái level nhất định, cũng như là anh em sẽ cần phải liên kết với các tài khoản mạng xã hội để có thể rút trade berry và kiếm được tiền thật về cho mình. Tuy nhiên nếu như anh em đã đạt được những kỹ năng trên và anh em chăm chỉ cày cuốc thì anh em có thể kiếm được từ 1 cho đến 3, 4 đô một ngày, thậm chí là nhiều hơn nữa. Còn nếu như anh em nạp VIP để có thể chơi game, tức là nạp khoảng 40 đô trong vòng 3 tháng thì anh em sẽ tốn từ khoảng 15 cho đến 18 ngày, hoặc là lâu hơn một chút nữa nếu như anh em mới chơi chẳng hạn thì anh em đã có thể về bờ rồi. Cho nên là mình thấy khoảng thời gian này cũng không quá là dài, và hơn hết là game có một lối chơi rất là hấp dẫn, cho nên là mình thấy là anh em có thể tham gia chơi game và biết đâu đây có thể là một Axie Infinity thứ hai cũng nào. Tất cả những hướng dẫn chi tiết cũng như là bài viết của Coin68 thì mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em nhé. Còn nếu như anh em có bất kỳ thắc mắc hay là vấn đề nào khi chơi game thì hãy comment ở phía bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau trao đổi và bàn luận về những cái vấn đề trên nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye.